Quay trở lại với nội dung chính của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đi cùng với sự phát triển nền kinh tế toàn cầu, việc chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng được chú trọng, đặc biệt là sau 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Bên cạnh việc khám và điều trị bệnh bằng nền y học hiện đại thông qua việc ứng dụng nhiều thành tựu khoa học công nghệ, thì y học cổ truyền đang ngày được quan tâm và đóng vai trò quan trọng, nhất là trong công tác phối hợp giữa Đông y với Tây y để điều trị cho người bệnh. Nhằm kế thừa và phát huy tinh hoa y học cổ truyền dân tộc, đặc biệt là gìn giữ và phát huy các bài thuốc quý. Những năm qua, phòng khám Tuệ Y Đường luôn ý thức tham gia công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân và đạt được nhiều kết quả hết sức đáng khích lệ. Để hiểu rõ hơn về điều này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Những năm trở lại đây, thực trạng các phòng khám Đông y không đạt tiêu chuẩn chất lượng mọc lên ngày càng nhiều, khiến cho người bệnh rơi vào trạng thái lo sợ và dần mất niềm tin vào y học cổ truyền. Bởi những trải nghiệm không đáng có khi lựa chọn phải những phòng khám kém chất lượng. Bởi vậy, nhà giáo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Nhật Minh, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Thu Huyền, thạc sĩ bác sĩ Phó Thị Thu Hương, đại tá thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Loãn đã vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm và những bài thuốc được tích lũy trong nhiều năm công tác để cùng xây dựng nên phòng khám Tuệ Y Đường với phương châm lấy chữ tâm làm gốc, đem lại cho người bệnh dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất với đội ngũ y bác sĩ lành nghề, qua đó lấy lại lòng tin của người dân với nền y học cổ truyền nước nhà. Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Nguyễn Nhật Minh, trưởng phòng khám y học cổ truyền Tuệ Y Đường 166 Nguyễn Xiển Thanh Xuân, Hà Nội. Những phòng khám chúng tôi ra đời với mục đích là lấy người bệnh làm trọng tâm, và tất cả những bệnh nhân đến đây chúng tôi sẽ phục vụ người bệnh với một cái nguyên tắc là đem lại cái sức khỏe thật tốt cho các bạn, kể cả về mặt tinh thần. Các bạn đến đây sẽ được cảm giác rất thoải mái, bệnh tật được thuyên giảm, tinh thần thì thư giãn. Vấn đề thứ hai ở đây tôi muốn chia sẻ các bạn là chúng tôi sử dụng các cái sản phẩm đông dược dưới dạng thuốc sắc và thuốc cao hoàn tán, đều từ các nguyên liệu tự nhiên sạch, không có chiết xuất và không có pha trộn như một số cơ sở khác, để tạo ra một cái niềm tin tuyệt đối cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Phòng khám Tuệ Y Đường chuyên điều trị các bệnh về da liễu như viêm da cơ địa, lang ben, hắc lào, tổ đỉa, lichen amyloid, vẩy nến, vân vân. Các bệnh phụ khoa như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, sùi màu gà. Các bệnh nam khoa như di tinh, tinh trùng yếu, tinh trùng loãng, yếu sinh lý, rối loạn cương dương. Các bệnh cơ xương khớp cùng với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu. Với phác đồ điều trị lấy người bệnh làm trung tâm và được cá nhân hóa, chỉ chữa bệnh khi đã qua đủ các bước thăm khám, vọng, văn, vấn, thiết. Sau khi nắm được căn nguyên tình trạng bệnh và thể trạng của từng bệnh nhân, từ đó các bác sĩ sẽ tư vấn đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cho từng người bệnh. Các bệnh nhân đến đây thì sẽ được mình thăm khám theo quy trình của y học cổ truyền. Và mỗi một mặt bệnh thì sẽ sử dụng một loại thuốc khác nhau. Và các thuốc ở đây thì chủ yếu là các thuốc được chiết xuất từ thảo dược và có nguồn gốc từ thiên nhiên, không pha trộn các loại thuốc Tây, ví dụ như corticoid chẳng hạn. Dạng thuốc mà hay sử dụng ở bên mình, đấy là dạng thuốc uống, thuốc lau và thuốc bôi. Và tùy theo thể trạng, tùy theo mặt bệnh và mỗi một bệnh nhân thì sẽ sử dụng một loại thuốc khác nhau. Tuệ Y Đường không chỉ mang đến cho bệnh nhân sự thăm khám hiệu quả bởi đội ngũ bác sĩ đồng hành, mà còn đem tới các loại thuốc tốt, thuốc thật. Những bài thuốc được nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng. Điều này vừa giúp điều trị dứt điểm bệnh tình cho người bệnh, vừa dần đẩy lùi vấn nạn thuốc giả, thuốc kém chất lượng và thuốc trộn trên thị trường. Tôi bị viêm da cơ địa từ lâu rồi, từ cái thời mà tôi còn chưa có gia đình cơ. Nói thật là tôi đã đi chữa khắp nơi, Đông Tây kết hợp, nhưng không hiểu tại sao nó cứ đỡ được một thời gian thì tôi lại bị lại. Mà có bệnh thì vái tứ phương, nhưng mà có vái được chỗ nào mà nó khỏi được cái bệnh của mình đâu. May quá tình cờ tôi lại gặp được cô bạn thân của tôi. Khi tôi nói bệnh của tôi, thế là cô ấy giới thiệu cho phòng khám Tuệ Y Đường. Tôi đến phòng khám đây thì bác sĩ khám và cho thu thuốc về điều trị. 2 năm nay tôi chưa bị tái lại. Thế là bây giờ tôi lại đến đây, tôi kiểm tra về bệnh tiền đình của tôi để tôi lấy thuốc về tôi uống. Tôi chỉ hy vọng là nó lại khỏi được như là bệnh viêm da cơ địa của tôi. Với phương châm lấy chữ tâm làm gốc, Tuệ Y Đường đặt sự tận tụy, thái độ và y đức đối với người bệnh lên hàng đầu. Bởi vậy, bệnh nhân sẽ thật sự cảm thấy yên tâm khi được thăm khám bởi đội ngũ y bác sĩ có tay nghề vững vàng và chuyên môn cao. Bởi nhiều năm công tác giữ các vị trí quan trọng tại các bệnh viện lớn trên cả nước, trực tiếp điều trị thành công hàng ngàn ca bệnh.
Chúng mình quyết định tụ hội với nhau để tạo nên phòng khám Tuệ Y Đường. Tại đây mỗi một người mạnh về một mặt bệnh, do đó phòng khám có thể điều trị được nhiều bệnh mà vẫn đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất. Mặc dù Tuệ Y Đường ứng dụng đông y trong việc khám và điều trị bệnh, nhưng tại đây luôn chú trọng xây dựng môi trường y tế một cách khoa học và chuyên nghiệp nhất. Phòng khám áp dụng y học cổ truyền trên nền tảng cơ sở vật chất khang trang, đảm bảo sự tiện nghi. Khu vực bốc thuốc đông y được bài trí sạch sẽ và khoa học. Các loại thảo dược đông y đều được bảo quản trong tủ chuyên dụng. Việc này làm giúp lưu giữ trọn vẹn tinh túy và tác dụng của từng vị thuốc. Các bác sĩ trực tiếp kê đơn và bốc thuốc tại đây. Các khu vực từ hàng chờ thăm khám, phòng hội chẩn, giường khám cho đến ghế dành cho người thân được bố trí thuận tiện và khoa học nhằm mang lại sự chăm sóc chu đáo và thoải mái nhất cho người bệnh, từ đó giúp họ hồi phục nhanh chóng hơn. Chưa dừng lại ở đó, Tuệ Y Đường còn cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, đậm chất Á Đông, đem lại trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Mọi người đến với Tuệ Y Đường không chỉ là khám chữa bệnh mà còn là một nơi đáng tin cậy để trải nghiệm những phút giây thư giãn dưỡng sinh. Mình ở trong văn phòng ấy, với tính chất công việc phải sử dụng máy tính cũng như ngồi nhiều nên vài năm trở lại đây mình bị thoái hóa đốt sống cổ, với hai bả vai mình bị cứng và co rút rất là nặng. Mình cũng đã đi mấy nơi rồi nhưng hoan thua. Thoái hóa thì chả mong khỏi hẳn đâu, nhưng mà từ hồi sang đây làm mình thấy cổ và vai rất ok, gần như không gây cản trở mình trong sinh hoạt nữa. Với ở đây thì được cái là từ không gian này cho đến nhân viên và quy trình trải nghiệm rất ưng. Ở những chỗ khác đi chữa thì là đi chữa bệnh thôi, còn bên này thì mình thấy là giống như đi thư giãn cuối tuần hơn. Là địa chỉ khám chữa bệnh uy tín, do đó tại Tuệ Y Đường, quy trình khám chữa bệnh luôn được chuẩn hóa để tối ưu thời gian cho bác sĩ và người bệnh. Cụ thể, khi đến với Tuệ Y Đường, bệnh nhân sẽ được trải nghiệm những lợi ích mà các phòng khám khác khó lòng có được, như sự đón tiếp nhiệt tình, tiện nghi giải trí, được thăm khám luôn khi đến lịch, khám một một, hỏi đáp trực tiếp, hội chẩn ngay sau khám, phác đồ điều trị cá nhân hóa, sát sao theo bệnh tình. Nếu bạn đang gặp phải bất cứ vấn đề gì về sức khỏe liên quan tới các bệnh da liễu, phụ khoa, nam khoa và cơ xương khớp, hay chỉ đơn giản là muốn chăm sóc sức khỏe bản thân, hãy liên hệ phòng khám Tuệ Y Đường, số 166 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Tuệ Y Đường, phòng khám uy tín hàng đầu miền Bắc.